Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở video này. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số hàm thông dụng trong Excel. Cụ thể là ở video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn số hàm thông dụng về ngày tháng, về số và hàm về thống kê. Rồi, chúng ta mở Excel lên. Chúng ta mở Excel lên ha. Tôi đang sử dụng Excel 2016 cho nên cái giao diện nó như vậy. Rồi. Đầu tiên hàm về ngày tháng đi. Hàm ngày tháng. Rồi, thứ nhất ta sẽ hàm date. Đó, hàm date là sẽ cho ta một kết quả là chỉ ứng với ngày tháng năm. Thì trước mỗi hàm của Excel là chúng ta phải có dấu bằng nha. Bằng date. Rồi, mở ngoặc. Đó, chúng ta thấy Excel tự động hướng dẫn cho chúng ta công việc tiếp theo là nhập cái gì. Đó, công việc tiếp theo của chúng ta là nhập năm. Thấy chưa? Năm, year là năm. Year, chúng ta nhập 2021. Rồi, chấm phẩy. Đó, thì chấm phẩy này á, hoặc là phẩy hoặc là chấm là tùy theo máy của các bạn nha. Có thể máy của các bạn không phải là chấm phẩy. Thì ở trên cái hướng dẫn mà nhập tiếp theo của Excel cũng hiện ra là phẩy hay chấm phẩy hay là dấu chấm. Đó, tùy theo mỗi máy. Rồi, vừa chấm phẩy một cái là chữ minh này là nó đậm lên ha, cho biết là chúng ta nhập tháng ha. Tháng 9. Ta chấm phẩy. Rồi, ngày D02. Rồi, chúng ta xong thì chúng ta đóng ngoặc lại. Chúng ta Enter. Đó. Hàm date này trả về cho chúng ta một chỉ ứng với ngày tháng năm. Rồi, tiếp theo là hàm D. D. Rồi, hàm D. Hàm D là gì? Đó, cho ta một cái ngày trong tháng của một biểu thức. Ngày ha. Ví dụ như nè, chúng ta bằng D. Đúng không ạ? Một biểu thức nha. Một biểu thức thì nó sẽ là một biểu thức hoặc là một dãy số. Nếu mà một biểu thức á, thì chúng ta phải đặt trong ngoặc kép. Đó. Dấu ngoặc kép. Rồi chúng ta nhập ví dụ như 02 gạch ngang cái. Ví dụ như tháng 9 đi. Tháng 9 là September chẳng hạn. Chúng ta gạch ngang cái 2021. Rồi, chúng ta Enter. Nó sẽ cho ra là số mấy các bạn? Đảm bảo là số 2. À, chúng ta quên đóng ngoặc kép. Rồi, đóng ngoặc kép xong chúng ta đóng ngoặc đơn nha, để kết thúc lệnh ha. Enter. Đó. Rồi thấy cho ra là ngày 2 ha. Rồi, tiếp theo là lệnh hàm now. Ok. Rồi, hàm now. Hàm now này thì cho kết quả ngày giờ hiện hành ha. Rồi, mở ngoặc, đóng ngoặc, chỉ vậy thôi nha các bạn. Bằng now, mở ngoặc, đóng ngoặc, Enter. Đó, cho chúng ta ngày giờ hiện hành ha. Đó. Rồi, tiếp theo. Hàm tiếp theo là hàm today. Today, ha. Today là cho kết quả là ngày hiện hành. Ha. Chúng ta bằng today. Đóng ngoặc, mở ngoặc. Cũng vậy. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Rồi, hàm tiếp theo về ngày tháng là hàm month. Thì cũng tương tự như hàm D. Thì hàm month cũng có đưa trả về cho ta chỉ tháng nha, của một biểu thức. Rồi, ví dụ month 02 trong 02
September 2021. Rồi, chúng ta bên chúng ta đóng ngoặc kép, chúng ta đóng ngoặc đơn, enter, nó sẽ ra tháng 9 ha. Rồi, tiếp tục. Tương tự là ham year. Rồi, bằng year. Cũng vậy, 02 2021. Đóng ngoặc kép, đóng ngoặc đơn, enter. Đó. Đó, chúng ta có 6 cái hàm thông dụng về ngày tháng. Rồi, tiếp tục chúng ta học hàm về số ha. Hàm số. Đó, hàm số. Rồi, đầu tiên chúng ta là hàm ABS. Rồi, cái hàm ABS này á thì nó cho chúng ta một cái trị tuyệt đối của một con số ha. Ví dụ như nè. Chúng ta bằng ABS bằng ngoặc. Chúng ta ví dụ như 6 đi. Trừ 9 ha. Đúng hoặc là bằng 3. Các bạn thấy không? Đáng lẽ là phải bằng trừ 3 đúng không? Đó. Nhưng mà hàm BS này là nó đưa về dấu dương luôn. Đó. Là 3. Đó. Thay vì dấu âm. Rồi. Ví dụ như tôi lấy là mình làm một cái ví dụ khác ha. Ví dụ như bằng 7 đi. 7 cộng ABS của trừ 7. Đó. Nó sẽ ra là 14 ha. Đó. Có nghĩa hàm ABS này nó sẽ biến dấu trừ thành dấu cộng. Giá trị tuyệt đối của một con số. Rồi. Hàm thứ hai về hàm số. Hàm in ha, in. Đó. Là cho ra cái phần nguyên của chỉ số thì phần lẻ bị cắt bỏ ha. Rồi, thì ví dụ nè, bằng in. Đó không ạ? Rồi, bây giờ mình đánh một con số đi, ví dụ như một con số lẻ có phẩy á. 1 2 3 phẩy 5. Đó, đóng ngoặc lại. Bằng đó, nó sẽ ra 1 2 3. Còn phẩy 5 là nó bỏ. Rồi. Tiếp theo chúng ta có hàm mod. Rồi, hàm mod. Hàm mod này là nó cho chúng ta số dư của một phép chia ha. Ví dụ nè, hot không à, 5 chia 3 đúng hoặc lại bằng mod chấm phẩy chứ ha. 5 chấm phẩy 3. Đó. Nè, mod nè, cái số nè, số 5 ha. Chấm phẩy reverse chia cho 3 ha. Đó. Đó. Nó sẽ ra được cái số dư của phép chia cho mình ha. Ví dụ như 15. 15 chẳng hạn. 2. Enter. Đó, 1. Rồi, ví dụ 16. 7. Enter. Đó, là 2. Rồi, tiếp tục. Chúng ta có hàm round. Hàm round này là hay sử dụng lắm nè.
ngành nghề nào cũng sử dụng cái hàm round này hết trơn. Hàm round này là hàm làm tròn số ha, đến một cái số lẻ quy định ha. Ví dụ như tôi đánh hàm round, ví dụ như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi chấm phẩy. Cái số này là chúng ta quy định nè, chúng ta làm tròn bao nhiêu số. Ví dụ như làm tròn 2 số thì chúng ta list số 2 chẳng hạn, chúng ta thì nó sẽ ra là 1, 2, 3, 4, hoặc là nó sẽ ra là 1, 2, 3, kết quả là 1, 2, 3, 5, tại vì số 5 nó sẽ làm tròn lên số 4 lên 5. Làm tròn 2 số, làm tròn 2 số là giữ lại 2 số chứ. 1, 2, 3, số 6 tròn lên, thành số 5 thành số 6, 1, 2, 3, 4, 6, đúng. Rồi, ví dụ làm tròn 1 số, làm tròn 3 số đi. 3 số, 3 số thì bình thường, 1 số thôi. Làm tròn 1 số, là sẽ 1, 2, 3, 5 nè. Đó. Rồi, chúng ta tiếp tục hàm SQRT. Hàm này là hàm trong toán học. SQRT căn bậc 2 nha các bạn. SQRT là một hàm căn bậc 2, ví dụ căn bậc 2 của 4 đi, đó cho nó dễ. Đóng ngoặc lại bằng 2. Đó. Ví dụ căn bậc 2 của số lẻ chứ 5. Đó sẽ bằng 2,2366. Đó ví dụ vậy. Rồi. Hàm tiếp theo chúng ta sẽ học là, tôi copy này qua đây ha, hàm thống kê ha. Hàm thống kê này là cũng rất sử dụng trong rất là nhiều ngành nghề. Rồi, đầu tiên của hàm thống kê là hàm average. Average ha. Ok. Kéo qua tí. Rồi, cái hàm average này là cho kết quả trị trung bình cộng ha. Ví dụ như tôi có hàm average. Rồi, thôi mở ngoặc. Ví dụ như là average của số 2 nè, cho dễ đi, số 2. Tiếp tục số 2 nè. Tiếp tục số 2 nè. Rồi. Tôi đóng ngoặc lại. Đó, thì tôi đánh 3 lần cái số 2. Thì 3 lần số 2 cộng lại là 6, đúng không? 6 mà chia cho 3 con số thì bằng 2. Nè, tôi bằng cho các bạn xem ha. Đó. Hàm average cho kết quả là trị trung bình cộng. Rồi, ví dụ như các bạn có số lẻ chẳng hạn. 3, 5, 4 đi. Đó. 4, 3 là 7. 7, 8, 9. 9 chia 3 là 3. Đúng không? Đó. Rồi, tiếp tục. Hàm thống kê. Hàm count. Hàm này cũng rất là sử dụng nhiều. Hàm này là hàm đếm nha các bạn. Thí dụ như tôi tôi có cái hàm này phải, thí dụ như để tôi gõ ngoài đi. Tôi nhập ở ngoài là 5 rồi 6 7 8 chẳng hạn. Đó. Có nghĩa là tôi có 4 cái dòng này, có 4 cái con số, thì tôi dùng cái lệnh count ha, count mở ngoặc ha, rồi tao có thể tôi quét cái này cũng được ha, tôi giữ và nhấn cái phím trái chuột nè, ta kéo xuống cái vùng này ha, hoặc là ta cũng có thể nhập, nếu mà ta không sử dụng chuột thì ta có thể nhập.
ví dụ như bằng count. Các bạn này xem nè, cái ô dọc này là ô K ha. Cái cột này cột K. Rồi các bạn chiếu sang bên đây nè, dòng này dòng số 2 ha, chúng ta nhập K2. K2. Rồi. Chúng ta hai chấm nha, chúng ta nhớ hai chấm. Tới K mấy? K5. Rồi, K5. Rồi, chúng ta đóng lại bằng. Nó sẽ cho chúng ta là con số 4. Đó. Có nghĩa là cái hàm này nó sẽ đếm. Trong 4 cái dòng này là có bao nhiêu giá trị. Đó. Ví dụ như ta xóa một giá trị, nó sẽ trở thành 3 nè. Đó. Các bạn thấy không? Tôi xóa cái giá trị nữa thì cái ô đó nó sẽ trở thành 2. Đó. 6 lên 3 lại, thấy chưa? Đó, các bạn thấy cái con số này thay đổi không? Đó. 8 lên 4. Đó, nó sẽ đếm được là có 4 ô có giá trị ha. Rồi, tiếp tục hàm thống kê. Đó là hàm mặc. Hàm này cũng rất sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Mặc. Rồi, bây giờ ta coi số 9 đi. Ta cũng ví dụ tương tự vậy, mặc. Mở ngoặc. Rồi, ta kéo cái dãy số này. Kéo đại cũng được. Nó dư dư xíu cũng được, ở dưới không có số ha. Đóng ngoặc lại. Enter, nó sẽ cho ra số 9. Maximum, nó sẽ cho ra số lớn nhất trong tất cả các số này. Ví dụ như ở đây ta có chữ đi, chữ A đi. Đó. Nếu mà là chữ A thì ở đây không có để làm gì ha. Ví dụ như ở đây chữ B, ra cho số 8 nè. Đó. Hàm count này nó sẽ đếm được hai con số. Hàm count này là chỉ đếm số thôi nha các bạn. Đó. Còn nếu mà đếm chữ là khác nữa. Đó. Đếm chữ thì ta sẽ đi chuyên sâu về hàm count này hơn. Rồi. 5. 7. Rồi tiếp tục với hàm thống kê. Hàm min ngược lại với hàm max. Bằng min. Rồi. Cũng đánh cái dấu khối đó. Enter. Rồi, cho ra giá trị nhỏ nhất ha. Ví dụ như đây, số 2 đi. Đó. Rồi, tiếp tục. Ta có hàm sum. Sử dụng rất là nhiều. Trong rất là nhiều lĩnh vực. Bằng sum. Cho kết quả tổng nha. Rồi, ta kéo cái này ha. Ta đóng ngoặc lại. Enter. Đó, các bạn thấy không? Tổng của bốn con số này là 22. Này các bạn cũng có thể nhìn ở dưới đây. Excel là tự cộng cho mình nè, sum nè. Để chúng ta xem cái hàm này chúng ta làm có đúng không? Đó, chúng ta thấy ở dưới này 22 không? Trên này cũng 22 ha. Rồi, chúng ta kết thúc cái video đây về ba loại hàm thông dụng trong Excel. Video sau chúng ta sẽ tiếp tục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.